Bây giờ mình nhập 200 đây. Rồi, xin chào quý thầy cô cũng như xin chào các em. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau làm cái đề thi ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long năm 2022. Thì trong cái bài này chúng ta sẽ vẽ cái hình sau. Thì người ta cho là vẽ cái hình bên phải với cái kích thước thay đổi tùy thuộc vào giá trị của n và cái màu thì tự chọn ha, khác với màu trắng là được. Biết rằng n là chiều rộng của cái hình chữ nhật và chiều rộng của hình chữ nhật ha, chiều rộng đây n là nhập vào chiều rộng của hình chữ nhật, nhập từ bàn phím và giá trị n không vượt quá 260 đơn vị. Trong cái bài này người ta cho là n bằng 150. Thì theo mình ý tưởng ha, thì người ta cho mình 150 á, thì ý tưởng của mình là mình sẽ vẽ, mình trưng ra ha, thì cái đoạn này là một 75 ha, 75, cái đoạn này là 75 này, đó, đoạn này là 75, thì chúng ta có cái hình vuông đây. Đấy, chúng ta kể xuống đây thì chúng ta có được cái hình vuông và cái đường tròn nối tiếp hình vuông. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại ha, lần này lặp lại và chúng ta sẽ đi tới đi 3 lần. Thì đó là cái ý tưởng của mình đã về cái hình này ha. Rồi, để làm bài này chúng ta sẽ làm như sau. Thì ý tưởng của mình này, mình vẽ một cái hình vuông, sau đó mình vẽ một cái đường tròn nối tiếp, sau đó mình gì tô màu cái đường tròn này. Tương tự như vậy mình sẽ lặp lại ha. Thì để vẽ cái này thì đầu tiên ý tưởng của mình ha, mình sẽ khai báo một cái biến. Thứ nhất đó là một cái biến cạnh hình vuông. Cái biến cạnh hình vuông này á, thì người ta cho mình cái độ cái chiều rộng này, chiều rộng của hình chữ nhật này. Như vậy là mình sẽ sửa lại đi nha, sửa lại là chiều rộng của hình chữ nhật đi. Chiều rộng hình chữ nhật ha. Rồi, ok, chiều rộng hình chữ nhật. Cái số này là mình tùy mình nhập vào ha. Ví dụ người ta cho mình là 150 này, 150 này. Như vậy mình sẽ chia cái hình chữ nhật này ra làm hai để mình vẽ một cái hình vuông trước ha. Bây giờ mình sẽ vẽ tại vị trí này đi, âm x trừ 100, y trừ 100 đi, trừ 100. Sau đó mình sẽ vẽ một cái hình vuông trước này. Cái hình vuông mình á, bây giờ mình lấy cái chiều rộng này mình chia hai. Mình chia cho hai là góc quay của nó là gì, 90 này. Cạnh này chia 2. Thì ta có một cái hình vuông như thế này. Thì sau đó chúng ta sẽ tô màu cái hình vuông này.
Đó là ý tưởng của mình như vậy ha. Đó cũng là một cách, hoặc là chúng ta sẽ vẽ luôn một cái hình chữ nhật luôn, chúng ta tô màu cũng được, cái nào cũng được ha. Bây giờ chúng ta tiến hành vẽ một cái đường tròn. Cái đường tròn của chúng ta nó sẽ như sau. Đây là công thức rồi ha, cái này phải thuộc ha. Hai nè nhân cho 3.14 à. Mình nhân với cái bán kính này này cái này ha, mình xì một nửa của cái cạnh này này. Mình bây giờ nhân vật đứng tại vị trí này, mình sẽ đi đến trung điểm của cái cạnh này là mình sẽ vẽ một cái đường tròn với cái bán kính như vậy là trung điểm đoạn này á. Thì cái này là sẽ là chia cho chia 4, chia 4 ha. Thì đây là gì, 360 góc này 1 độ. Đây là gì, 360. Mình chạy thử đây. Chúng ta thấy cái gì, cái cạnh nó lớn này ha. Như vậy là mình sẽ đi đến một đoạn này. Mình sẽ đi tới một đoạn, nghĩa là cái cạnh này tiếp tục chia cho hai nữa. Cái chiều rộng này, này nó sẽ chia cho hai. Chia hai nữa ha. Thì mình về về cái bán kính nó ở chỗ đây. Bán kính nó bằng chính bằng cái đoạn này này, một nửa của đoạn này này đấy. Rồi thì nhiệm vụ mình của mình đã bây giờ đi tô màu cái hình này thì giờ mình giảm cái chiều rộng bán kính nó xuống mình giảm cái thay đổi cái kích thước này xuống này trừ một này. Thứ một và lặp lại tô màu lặp lại cái chiều rộng để cho nó rồi. Bây giờ mình vẽ nhanh một chút xíu nha cho nó khỏi tốn thời gian. Rồi mình có được một cái hình như thế này thì mình sẽ đi lặp lại 3 lần thì mình không có dùng rồi mình sẽ là gì mình đi đấy 3 lần ý tưởng mình như vậy gì đâu tiếp tục mình đi một cái đoạn như thế này nữa và lặp lại 3 lần cái này. Ba lần này lúc này cái gì, cái cạnh mình nó đã vừa không rồi này cho nên nó đi tới không được, mình phải đặt lại cái chiều rộng của nó ngay như lúc ban đầu nó là 150 rồi. Thì cái đoạn này này bây giờ mình thì mình lui về vị trí đây mình lui về vị trí đây là bao nhiêu chỗ này chính là gì 75 nè 150 nè mình sẽ lui về đúng ba cái chiều dài
của cái cành này ha. Mình sẽ lùi dừa này. Chỗ này chính là máy, chính là bằng trừ, trừ, trừ cho cái này, nhân cho, nhân cho ba, mình ba lần thì mình nhân ba. Nhân cho ba. Nhân 3 thì mở cái vị trí này ha. Mình về bên 6, mình nhân 6. Mình nhân 6 là nó sẽ ok. Rồi, thì từ đây á, từ đây mình chỉ thay đổi theo theo chiều y này ha, theo trục tung một đoạn chính là bằng bằng cái đoạn này chia hai, tiếp tục mình vẽ đây, thay đổi theo chiều y này một đoạn nào, cái đoạn này. Độ chiều rộng là chia hai này. Và tiếp tục mình sẽ vẽ lại. Mình vẽ thêm là gì? Rồi. Vậy là gì, hai lần mình lặp lại hết tất cả cái này là gì, hai lần. Đấy, đấy là nhiệm vụ của mình. Bây giờ là gì, mình đi xử lý, mình đi xử lý những cái điểm là gì, mình đi xử lý cái điểm là tất cả các cái đường tròn này mình sẽ dỡ cái bút lên. Đây, mình sẽ dỡ cái bút các cái hình vuông này là hình vuông này, sau đó mình gì, đặt cái bút xuống rồi. Rồi chính là gì, tất cả cái còn một đoạn nữa ha. Thứ nhất là mình dỡ cái đoạn này luôn, mình dỡ cái bút này, đoạn này này. Tới khi mà mình sẽ đặt cái bút xuống đây, thì bây giờ lúc đó mình sẽ vẽ một cái đường tròn và mình vẽ một cái hình vuông bên ngoài để mình bao quanh cho nó. Rồi mình sẽ vẽ một cái hình vuông, mình vẽ một cái hình vuông với cái độ dài là gì, chiều rộng, góc ngoài 90. Chiều rộng của nó chính là bằng cái gì, bằng cái đoạn đây. Góc này 90.
Nào, chạy thử coi. Rồi, bây giờ mình quay xuống máy. Mình quay xuống tính là bằng gì? 150. Nào, quay xuống tính là bằng cái cạnh hình vuông này. Và quay một góc 50 nữa. 90 nữa. Và lặp lại hai lần ha. Đây là hình chữ nhật. Lặp lại hai lần. Rồi đó, mình có rồi đó. Sau đó là gì? Mình thay đổi cái chiều rộng ha, cái cạnh theo đề bài người ta yêu cầu. Hãy nhập hãy nhập vào chiều rộng hình chữ nhật. Rồi, cái cạnh mình bỏ đây. Câu trả lời và mình bỏ đây. Giờ mình chạy thử này. Bây giờ mình nhập 200. Rồi là ok ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các em trong video tiếp theo.